Hello tất cả các bạn, mình là Nghi đây và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Emily Nghi. Thì hôm nay mình sẽ solo leo tháp với lại bé Bi này nha các bạn. Hiện tại thì bé nó đã vào trước rồi, bây giờ nên là mình sẽ tele theo. Ok, bây giờ bắt đầu solo luôn nha các bạn. Thật ra khi là mình solo, mình nhảy rất là té nhiều luôn các bạn. Nhưng mà mình không muốn các bạn phải đợi lâu, bây giờ nên là mình sẽ cắt vài cảnh. Trời ơi, có cái lỗ đó cũng gớt nữa. Các bạn thấy hôm nay mình mặc bộ đồ này đẹp không? Bạn nào đã có bộ đồ này rồi thì comment xuống phía dưới nha. Sẽ có rất là nhiều lần các bạn thấy là mình ngước lên và ngước xuống. Đúng rồi, mình đang đi tìm Bi đấy các bạn. Mình mới té cái chút xíu thôi mà Bi lên tới tận kia rồi các bạn ơi. Ủa, hình như Bi té mất tiêu rồi. Còn mình thì vẫn cứ té lên té xuống ở cái đoạn này. Mình không biết là khi nào mình với Bi ai mới là người đạt chiến thắng nữa. Cái tuần 2 này mình rất là dễ té luôn các bạn ơi. Nên là mình rất là sợ. Yeah, thế là mình đã thắng Bi rồi nha các bạn. Để bây giờ mình nhảy xuống coi coi Bi như thế nào. Bi bây giờ đã khóc rồi nha các bạn. Để bây giờ mình kêu Bi ra ngoài sảnh đã. Bây giờ mình sẽ tặng quà cho Bi nha các bạn. Mặc dù Bi không thắng mình nhưng mà mình vẫn có thể tặng quà cho Bi. Nên là mình sẽ tặng cho Bi một cái bao lì xì nha các bạn. Mình nghe nói là cái bao lì xì này bên trong khi mà mình mở ra sẽ có tiền á. Tùy theo nhân phẩm của mỗi người, tiền nhiều tiền ít thôi. Bi đang check thư này các bạn. Ok, thì clip của mình cũng xin kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. À quên nữa, năm mới mình xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe, may mắn trong tất cả mọi thứ. Và nhớ là học thật là giỏi để ba mẹ vui lòng nha. Và nếu bạn nào muốn solo leo tháp, bắt cua hay là tiệc trò chơi á, thì nhớ comment xuống phía dưới nha. Nhớ kèm theo tên game và thời gian các bạn rảnh để solo với mình nha. Cảm ơn các bạn và bye bye.